Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay á, thì mình chỉ cần 3 phút để có một tô mì tươi, ăn cực kỳ ngon cho buổi sáng luôn nha. Mà mình không có cần dùng đến mì gói nè, cùng với các nguyên liệu đi kèm, nước súp á, thì đậm đà. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món mì ngon cho mọi buổi sáng của mình. Đây á, mình chuẩn bị mì. Mì này mình có cái mì vắt, mình dùng cái mì trứng gà, thì mì này là mì tươi, sợi mì nó sẽ dai ngon. Rồi để mì ở đây mình sẽ đi pha cái phần nước súp. Mình có là hạt nêm, bột ngọt, đường, tiêu xay. Các bạn cho thêm mình nước tương nha. Và muốn cho nước súp nó ngon thì phải có thêm là cái phần mỡ hành. Mỡ mình sấy ra rồi cho hành lá vô. Còn đây là hành phi thơm, hành lá tươi. Nước đã sôi, bây giờ mình sẽ múc nước sôi nè, chan trực tiếp vào trong cái hỗn hợp gia vị này. Nước sôi thì các bạn cho vô liền nha, để cho hành nó chín á, gia vị nó sẽ dậy mùi hương lên. Ở nhà mình có sẵn cái phần mỡ á, mình thắng ra cái cho chút xíu hành lá vô thì cái nước súp của mình nó sẽ đậm đà giống như là nước súp tiệm bán vậy á. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm bò viên và trứng cút. Cái phần này thì có gì thì mình cho thêm vô để ăn kèm nha, còn không có thì khỏi cho cũng sao. Ở đây thì mình có sẵn á, luộc sơ cho nó chín, vớt lên. Phần nước sôi trở lại, các bạn sẽ cho giắt mì vô. Mì này các bạn luộc nhanh lắm. Nước sôi mình để lửa lớn để cho sợi mì nó dai. Luộc chút xíu à, nước sôi trở lại là được à. Rồi bây giờ nước nó sôi trở lại ha, sợi mì nó cũng mềm rồi nè. Các bạn sẽ vớt lên cho nó ráo nước rồi mình cho vào trong cái tô nước dùng. Cho trực tiếp vô luôn nha, để cho nó còn nóng á. Cái tô nước dùng rất là ngon ha, với đầy đủ màu sắc nè, rất là thơm nữa. Cho hết phần mì mình đã luộc vô, cho giá trụng vô. Rồi mình sẽ thêm bò viên lên trên nè, thêm trứng cút nữa. Cuối cùng là hành phi, chanh, ớt. Vậy là mình đã có được cái tô mì ăn sáng ngon lành luôn rồi đó. Mà không có cần dùng đến mì gói. Một cái cách nấu đơn giản, chỉ cần 3 phút thôi. Ai cũng có thể thực hiện ngay tại nhà cho bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng mà ngon nữa. Các bạn ăn cái tô mì này không hề thua kém cái tô mì mà mình ăn ở trong tiệm luôn. Nhưng mà mình phải có thêm cái nước mỡ hành nha. Mỡ hành giúp cho cái tô mì nó thơm á. Sợi mì thì dai dai mềm mềm nè. Nước súp rất là đậm đà luôn. Thơm, có cái vị gia vị cũng vừa miệng nữa. Ngon lắm các bạn. Mình không có cần tốn nhiều thời gian, cũng không có cần phải nấu một cái nồi nước súp cho nó cực công nữa ha. Mì ăn liền, vừa nhanh vừa dễ. Bây giờ thì xin kết thúc video. Chúc các bạn có bữa sáng ngon lành cho cả gia đình nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo vào ngày mai.